công bố điểm chuẩn 17 trường quân đội. Sáng 16 tháng 9, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn 17 trường với mức cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 29,44. Mức điểm 29,44 áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển bằng tổ hợp D01 vào ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự. Điểm này đã được quy đổi về thang 30 sau khi nhân hệ số 2 môn tiếng Anh. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngôn ngữ Nga cũng thuộc Học viện Khoa học Quân sự. Thí sinh nữ thi tổ hợp D01 và D02 vào trường phải đạt điểm 29,3. Ở nhóm ngành ngoài ngôn ngữ, mức cao nhất là 28,5, xuất hiện ở một số trường như Học viện Quân y, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Chính trị. Ngành có điểm đầu vào thấp nhất là đào tạo phi công quân sự thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Thí sinh nam xét vào ngành này bằng tổ hợp A00 và A01 chỉ cần đạt 19,6 điểm. So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường quân đội nhìn chung tăng, mức thấp nhất cũng cao hơn 2,6 điểm. Đầu vào khối ngành ngôn ngữ tăng mạnh, xoán vị trí dẫn đầu của ngành y. Điều này có thể lý giải do năm nay điểm thi ngoại ngữ cao hơn. Ngoài công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Ban tuyển sinh quân sự cũng công bố điểm chuẩn theo các phương thức khác, cụ thể như sau.